Trước đây giảng kinh tôi thường nói, bát cơm của người xuất gia rất khó ăn. Trong xã hội có 360 ngày, nhưng bát cơm này khó nuốt nhất. Ngày xưa một bát cơm ngàn nhà, ngày nay chúng ta ăn bát cơm này vẫn là ngàn nhà. Quý vị nói có bao nhiêu người cúng dường? Người ta cúng dường là vì điều gì? Là vì tu phước. Tâm hành của chúng ta có phước báo gì có thể cho người ta? Người ta cúng dường mình nhưng họ không đạt được phước báo này. Như vậy thì phải trả nợ. Nợ này trả không hết. Bởi vậy một số người không biết cái lợi và hại của người xuất gia. Họ có gan mới dám xuất gia. Chứ vị học Phật cần phải đề cao cảnh giác. Cổ nhân có câu: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Vì sao nói câu này? Nói câu này là ý gì? Tăng và đạo là người tu đạo, phẩm cách cao sang, có học vấn, có đức hạnh. Nếu không thật sự tu dưỡng đạo đức, thành tựu học vấn, vì chánh pháp cửu trụ. Học Phật là vì chánh pháp cửu trụ. Học đạo là vì đạo pháp cửu trụ. Cửu trụ nhất định phải có truyền nhân. Truyền nhân chính là những trưởng giả thật sự có đạo đức, có học vấn. Tiếp nhận mười phương cúng dường, không thể nâng cao linh tánh của bản thân, thành tựu đạo đức học vấn của mình. Như vậy quý vị sẽ tạo tội nghiệp. Đó chính là một câu khác nói: đều là nói đến người này, đời này không ngộ đạo, mang lông đổi sừng trả. Nên biết mang lông đổi sừng để trả là nửa đoạn sau. Nửa đoạn trước họ phải đọa địa ngục chịu tội. Chịu tội địa ngục hết rồi, đọa vào súc sanh để trả nợ. Trường hợp này rất nhiều. Trước đây giảng kinh tôi thường nói, bát cơm của người xuất gia rất khó ăn. Trong xã hội có 360 ngày, nhưng bát cơm này khó nuốt nhất. Ngày xưa một bát cơm ngàn nhà, ngày nay chúng ta ăn bát cơm này vẫn là ngàn nhà. Quý vị nói có bao nhiêu người cúng dường? Người ta cúng dường là vì điều gì? Là vì tu phước. Tâm hành của chúng ta có phước báo gì có thể cho người ta? Người ta cúng dường mình nhưng họ không đạt được phước báo này. Như vậy thì phải trả nợ. Nợ này trả không hết. Bởi vậy một số người không biết cái lợi và hại của người xuất gia. Họ có gan mới dám xuất gia.
Ngày nay Nho Thích Đạo đều suy yếu. Nguyên nhân suy yếu không có gì khác, không có người là suy yếu. Người có thể hoàng đạo, không phải đạo hoàng người. Trong Phật giáo có nhân tài xuất hiện sẽ hưng khởi, không có nhân tài thì suy yếu. Người như thế nào? Giảng kinh dạy học. Đức Thế Tôn suốt đời giảng kinh, từ khai ngộ, 30 tuổi khai ngộ, 79 tuổi viên tịch, không nghỉ ngày nào. Một ngày giảng bao lâu? Hầu như không ngừng nghỉ, từ sáng đến tối. Khi không giảng kinh, thân giáo. Đây là vì người diễn thuyết, biểu diễn cho chúng ta noi theo. Ngài hành trì tất cả những gì đã nói, biểu hiện trong cuộc sống, biểu hiện trong công việc, biểu hiện trong xử sự đối nhân tiếp vật. Không có một pháp nào không phải Phật pháp. Chúng ta phải hiểu, không thể không đọc kinh, không thể không giảng kinh. Ngày ngày giảng đem lại lợi ích cho bản thân. Giảng cho ai nghe? Giảng cho bản thân nghe. Bản thân đích thực không sót buổi học nào. Người khác muốn nghe viên mãn bộ kinh này cơ hội không nhiều, nhưng bản thân thật sự viên mãn từ đầu đến cuối. Đệ tử Phật từng giờ từng khắc phải nghĩ đến làm tấm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Như vậy là đúng. Ngoài điều này ra, Ấn Quang Đại Sư đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Ngài ấn kinh, lưu thông pháp bảo. Ấn Quang Đại Sư phẩm vật tứ chúng cúng dường cho Ngài, Ngài không làm việc gì khác, chỉ duy nhất làm việc ấn tống kinh điển. Ngài cúng dường nhiều nên Ngài thành lập xưởng in ấn, tên là Hoàng Hóa Xã, ở chùa Báo Ân, Tô Châu. Tự in tự xuất bản. Rất nhiều sách đều tự mình viết bài tựa, tự mình hiệu đính. Vì sợ có chữ sai, cho nên bản của Hoàng Hóa Xã có thể nói là bản tốt nhất của cận đại. Như thế nào gọi là bản tốt nhất? Vì trong đó rất ít chữ sai, hiệu đính rất chính xác, in rất rõ ràng, giấy tốt đóng đẹp, khiến người thấy sanh tâm hoan hỷ. Đây là bản tốt. Ngài Ấn Quang đã làm được điều này. Đây là điều chúng ta cần nên học. Không cần đem tiền đi xây chùa. Xây chùa là gì? Tiền đó đều chôn dưới đất. Chùa xây lớn, rất nhiều người muốn đến tranh, muốn đến cướp đoạt. Như vậy không phải là tạo nghiệp sao? In sách là việc tốt, họ muốn tôi đều cho họ. Tôi vốn là muốn tặng người, tôi tặng hay họ tặng không phải đều giống nhau sao? Nên Ấn Quang Đại Sư dặn dò hậu nhân, kiến lập đạo tràng nên làm nhà tranh. Mọi người cùng tu với nhau, không nên quá 20 người. Một nơi nhỏ như vậy chi phí rất có hạn. Hai ba vị hộ pháp là đủ,
không cần cầu người khác, yên tâm làm việc đạo. Giảng kinh mười mấy hai mươi người nghe là đủ, không ít người nghe. Ngày ngày cùng nhau tu học, tương lai 20 người này mỗi người đều giảng sanh, đều thành Phật, đạo tràng vô cùng thù thắng. Càng đơn giản càng tốt. Ở Hồng Kông, nhân duyên lần này không tệ. Có vị cư sĩ muốn mua một căn nhà cúng dường tôi để làm đạo tràng, có thể ở được 20 người, phù hợp tiêu chuẩn của Ấn Quang Đại Sư. Nhưng tôi nói với họ rất rõ ràng, tôi có quyền sử dụng, quý vị có quyền sở hữu. Quyền sở hữu là của quý vị, nghĩa là cho tôi mượn dùng. Bớt việc, không cần sở hữu, chỉ mượn dùng. Ngôi nhà này có gì hư tổn cần tu sửa, quý vị sửa, không liên quan đến tôi. Trong đó tất cả chi phí tiêu dùng quý vị giữ, tiền điện nước quý vị giữ, tôi không biết. Tôi chỉ sử dụng nơi này, ngày ngày ở đây niệm Phật giảng kinh là đủ. Mọi người ở đây học tập. Khi tôi không dùng nữa, quý vị lấy đi, mọi người đều không tranh giành. Đạo tràng này đã có chủ, không giành được. Người ta có quyền sở hữu, chúng ta đỡ lo, cũng bớt việc, như vậy rất tốt. Họ tặng tôi không cần. Vì sao vậy? Vì chi tiêu rất lớn, tôi đến đâu để kiếm tiền? Việc này không thể làm. Điều đó đối với chúng ta tổn thất rất lớn. Mặc dù có thập phương cúng dường, thập phương cúng dường tiền làm vào việc này, tôi cảm thấy rất có lỗi. Đạo tràng không có người thật sự thành tựu, làm sao trả nợ họ đi? Đạo tràng này thật sự có mấy người thành Phật được? Đó là cúng Phật, cúng dường Bồ Tát. Nếu không có người thật sự tu hành thì không thể tiêu hóa được. Đều phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Các bậc tổ sư nói, một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không hiểu đạo, mang lông đội sừng để trả. Như vậy quý vị mới biết tiền của nhà Phật quan trọng biết bao. Mười phương thiện tín cúng dường tiền cho quý vị là hy vọng quý vị tu huệ tu phước. Quý vị thật sự đã tu phước tu huệ chăng? Nếu không phải thật, tương lai phải hoàn trả lại tất cả. Trong nhân quả nói một cách rất thấu triệt, nợ mạng thì trả bằng mạng, nợ tiền thì trả tiền. Đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Chúng tôi tin tưởng, nên không dám lấy tiền của người khác, dù là một đồng. Thông thường người ta không hiểu đạo lý này, nhìn thấy tiền tài này liền sinh tâm hoan hỷ, sai lầm. Điều này khiến quý vị đọa địa ngục. À,
Phàm những ai lấy Phật pháp để cầu danh cầu lợi, kết quả cuối cùng đều không tốt. Trước đây tôi giảng kinh đã đề cập đến vấn đề này. Thà làm người ăn xin, người ta cho quý vị là họ bố thí, không hy vọng quý vị báo đáp. Cúng dường cho nhà Phật là họ cầu phước cầu huệ. Trong các ngành các nghề của thế gian, đây là bát cơm khó nuốt nhất. Không dễ ăn. Cho nên có một số người trẻ tuổi muốn xuất gia, gan đúng là lớn. Khi xuất gia không thể thành Phật, liền đọa địa ngục. Tự mình nhất định phải hiểu rõ ràng, minh bạch. Là một người xuất gia tốt, nhất định được Tam Bảo gia trì. Đó mới thật là tu đại công đức, tích lũy công đức. Không có gì thù thắng hơn nhà Phật. Vì thế lợi ích chúng sanh, bốn chữ này thường để trong tâm. Từng giờ từng phút phải y giáo phụng hành. Không nên giả dối, nhất định không được lấy chiêu bài của Phật để gạt người khác. Mỗi một đồng tiền đều phải dùng một cách thỏa đáng. Trong đời này chỉ có Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội ở Đài Bắc, chúng ta có thể tin họ được. Mỗi ngày tiền thu nhập quyên góp từ người khác, chi xuất với ngân hàng, lúc nào quý vị đi kiểm tra đều chính xác. Đây là không thể tùy tiện dùng sai dù chỉ một đồng. Cư sĩ Giảng Phong Văn đã làm được. Cơ Kim Hội tuy làm rất gian nan, nhưng mỗi người pháp hỷ sung mãn, quả báo thù thắng. Quả báo không ở trong đời này, đời sau quả báo rất thù thắng. Ngày xưa tôi 33 tuổi xuất gia, 35 tuổi thọ giới. Sau khi thọ giới xong trở về, quy củ của nhà Phật, việc đầu tiên khi trở về là cảm ơn thầy giáo. Đáp đền ơn thầy giáo đã dạy dỗ. Thầy giáo của tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sau khi tôi thọ giới xong, đến Đài Trung thăm thầy giáo. Ở thư viện Từ Quang, tôi chưa vào cửa, nhìn thấy thầy, thầy ở nơi đó. Thầy cũng nhìn thấy tôi. Nhìn thấy tôi, thầy chỉ tôi nói: ông phải tin Phật. Ông phải tin Phật. Âm thanh thầy nói rất lớn, nói rất nhiều lần. Tôi cũng cảm thấy mù mờ chẳng hiểu. Tôi học Phật 7 năm mới xuất gia. Xuất gia liền dạy ở Phật học viện, bắt đầu giảng kinh. Lại 2 năm nữa tôi thọ giới, là đã 9 năm. Giảng kinh dạy học dạy được 2 năm, làm sao mà không tin Phật được? Không tin Phật làm sao tôi lại làm như vậy?
Tôi nghe không hiểu ý trong lời của thầy. Tôi bước đến, ông ngồi xuống. Tôi đảnh lễ thầy. Sau khi lễ thầy xong, ông ngồi xuống. Thầy nói với tôi, ông đừng cho rằng ông đã tin Phật rồi. Có rất nhiều lão hòa thượng đến chết cũng chưa tin Phật Pháp. Vậy là tôi càng nghe càng không hiểu. Lão hòa thượng đến chết cũng chưa tin Phật sao? Thầy giáo nói với tôi, thế nào gọi là tín? Dưới tín có giải, dưới giải có hành, dưới hành có chứng. Tín giải hành chứng tất cả đều đầy đủ mới gọi là tin Phật. Đến đây tôi mới hiểu rõ. Có tín có giải, quý vị chưa làm được là quý vị chưa tin. Quý vị có thể làm được, quý vị chưa chứng đắc là quý vị chưa tin. Nói cách khác, Tịnh Độ Tông nhất định phải thực sự giảng sanh đến thế giới Cực Lạc mới gọi là tin Phật. Quý vị chưa giảng sanh thế giới Cực Lạc, việc tin của quý vị không phải là thật, là giả vậy. Tiêu chuẩn này tôi hiểu được rồi, tôi đã rõ ràng. Thật sự có người xuất gia thọ giới một đời, cuối cùng lúc lâm chung vẫn là chân tay luống cuống, đi đến tam đồ, do không tin vậy. Cho nên sau khi tôi thọ giới trở về, chưa bao lâu tôi liền từ chức chức vụ dạy học ở Phật Học Viện, lại trở về Đài Trung tiếp tục tiếp nhận sự dạy dỗ của thầy giáo. Tôi trước sau ở Đài Trung tròn 10 năm. Thân cận thầy giáo, thầy giáo nói lời thẳng thắn với tôi. Những lời thẳng thắn như thế này thông thường người khác sẽ không nói với tôi, tôi không nghe được. Tính thật sự không dễ dàng kiến lập. Tính từ đâu mà có? Từ hiểu mà có. Đối với kinh giáo, quý vị chưa thật sự lý giải thấu triệt, lòng tin của quý vị sẽ dao động. Cổ nhân nói, danh cao lợi dày. Bởi vì quý vị căn tánh hạ liệt. Căn tánh hạ liệt là gì? Thích danh thích lợi, tức là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tập khí tham ái ngũ dục lục trần. Đây là nhiều đời nhiều kiếp sẵn có trong thức A lại gia. Nếu quý vị gặp duyên, nó liền khởi hiện hành. Ngày nay gặp được Phật Pháp, duyên Phật quá mỏng. Duyên ở thế gian này quá dày, hơn nữa lực lượng rất lớn, quý vị không ngăn được mê hoặc. Những thứ này vừa đến, quý vị liền thay lòng, quý vị liền cải đạo. Sự việc này từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người có thể kiên trì đến cùng, không ai thành tựu. Không thể kiên trì giữa đường thối tâm. Đâu đâu cũng có. Học Phật vì sao bị đọa lạc?
Nguyên nhân là ở chỗ này vậy. Điều này chúng ta không thể không biết. Sau khi biết rồi, làm thế nào để ngăn ngừa, làm thế nào để đối phó, đều là do nơi thành bại của bản thân trong đời này. Phật pháp tôi dùng là mỗi ngày không thể xa rời kinh Phật. Kinh Phật là lời giáo huấn của Phật Đà. Tôi ngày ngày đều đọc, ngày ngày không xa rời, để kinh Phật ngày ngày nhắc nhở tôi. Cổ nhân cho rằng 3 ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mày đáng ghét. Quý vị liền bị hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễm ô. Nếu bây giờ chúng ta vẫn cứ suy nghĩ lung tung, không chịu làm Phật, tại sao không làm Phật? Quý vị đang muốn gì? Pháp sư Quán Đảnh nói với chúng ta, có 100 quả báo không giống nhau đối với người niệm Phật. Quả báo đầu tiên đó là địa ngục A Tỳ. Cuối cùng Ngài nói những gì? Niệm Phật đọa vào địa ngục A Tỳ là do tâm đó của họ không phải làm Phật. Tâm đó của họ đang chạy theo ngũ dục lục trần. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Tâm họ chạy theo những thứ đó. Miệng niệm Phật nhưng tâm không rời tài sắc danh thực thùy. Niệm Phật như thế sẽ đọa vào địa ngục. Bao nhiêu? Tuyệt đại đa số. Đọa địa ngục rồi sẽ như thế nào? Thật ra địa ngục là báo. Là quả báo của việc quý vị tham luyến ngũ dục lục trần. Sau khi báo hết trong địa ngục, lúc nào báo hết? Hết tham, quý vị sẽ thoát khỏi địa ngục. Nếu vẫn còn tham luyến, còn tình chấp, thì vẫn còn trong địa ngục. Khi đoạn được tình chấp, không tham, sẽ rời khỏi địa ngục. Chỉ cần nhất niệm như thế là rời khỏi địa ngục, không thấy địa ngục nữa. Phần lớn họ sẽ trở lại nhân gian. Không chắc. Có người vào cõi ngạ quỷ, có người đến cõi súc sinh, có người làm người, nhưng cũng có người được sinh làm trời. Nguyên nhân ở đâu? Gặp duyên khác nhau. Không phải ta độ họ mà họ độ ta. Những việc như thế rất nhiều, tận mắt chúng ta nhìn thấy, tận tai nghe thấy, không phải giả. Người xuất gia tu hành rất giỏi. Giảng kinh thuyết pháp, nhưng cuối cùng hoàn tục.
kết hôn với các nữ Phật tử. Không những xảy ra ngày nay mà ngày trước cũng có. Chúng ta biết rất rõ nguyên nhân, đó là duyên mỗi người không giống nhau. Niềm tin chưa sâu, đó là một rắc rối. Niềm tin sâu chỉ có thâm nhập kinh tạng thì niềm tin mới sâu. Không thâm nhập rất khó. Quý vị hãy quan sát những người này, thật sự họ không thâm nhập kinh tạng, không nghiên cứu Đại Tạng Kinh. Tất cả đều là mấy bộ kinh được lưu thông nhiều nhất. Mà đọc tụng thọ trì, như những gì kinh nói, rất nhiều tạp niệm trong tâm không thanh tịnh. Dùng tâm thái như thế để học Phật, thì những gì học được là kiến thức Phật học. Kiến thức Phật học thông thường, chưa nếm được mùi vị thật sự của Phật Pháp, họ mới bị ngoại cảnh làm thay đổi. Nếu thật sự nếm được Pháp vị sẽ không như vậy, mà sẽ làm chủ được trong hoàn cảnh đó. Bởi thì tâm này là Phật, bây giờ chúng ta phải dùng tâm này làm Phật. Đây là điều quan trọng. Đơn giản nhất, ngắn gọn nhất, an toàn và nhanh nhất, không gì bằng đặt Phật A-di-đà vào trong tâm. Tâm ta là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà là tâm ta. Đó chính là tâm này làm Phật. Đây chính là sự thù thắng không gì sánh được của pháp môn Tịnh Độ. Câu này cũng có xuất xứ. Đại sư Bách Trượng đời nhà Đường. Bách Trượng là đời thứ 8, đồ tôn của Lục Tổ Huệ Năng. Mỗi ngày đều thăng đường giảng pháp. Thiền tông không giảng kinh, thiền tông giảng khai thị. Những ghi chép của khai thị gọi là ngữ lục. Nói cách khác, nói theo ngôn ngữ ngày nay, chia sẻ những điều tâm đắc trong việc tu học. Mỗi lần Ngài lên giảng đường thuyết pháp đều có một cụ già, tóc tai râu ria đều bạc trắng đến nghe giảng. Cụ sống sau núi. Đại sư Bách Trượng biết đó không phải người, đó là một con chồn. Nhờ tu hành nên biến thành hình người đến tham gia pháp hội. Những người khác không biết. Đại sư Bách Trượng hiểu được. Ông đưa ra một nghi vấn với Đại sư Bách Trượng.
là người tu hành còn rơi vào những quả chăng? Ngày xưa cụ là một đại pháp sư, có người thỉnh giáo với cụ, người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Cụ nói không rơi vào nhân quả. Vì câu nói này mà đọa làm thân chồn 500 kiếp. Con chồn này có tánh linh, ngày trước là một đại pháp sư tu hành trật tự, đời này gặp được bách trượng. Đại sư bách trượng nói với cụ, ngày mai cụ đến đây, mang câu hỏi ngày xưa người ta đã hỏi cụ, mang nó ra giảng đường để hỏi lại tôi. Hôm sau, khi lão hòa thượng đang giảng khai thị, cụ già đến quỳ dưới đất, một mực cung kính hỏi lại câu đó, người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Thiền sư bách trượng trả lời, không mê mờ nhân quả. Quý vị xem, cụ già nói là không rơi vào nhân quả, chỉ một chữ. Nói sai chữ đó, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Ngài đã sửa đổi nó lại, không phải rơi vào mà là không mê mờ nhân quả. Vấn đề của ông đã được giải quyết. Hôm sau không thấy ông đến nữa. Lão hòa thượng nói, ông cụ đầu bạc vẫn thường đến nghe kinh hôm qua là một con chồn, nó đã giải thoát rồi, bỏ thân chồn rồi. Chúng ta đến sau núi đưa xác nó đi chôn, an táng theo nghi thức dành cho người xuất gia. Đến sau núi quả thật tìm được. Đây chính là chuyển ngữ sai một chữ, đọa làm thân chồn 500 kiếp. Đó là câu chuyện có thật, không phải diễn dâm. Sai một chữ, không rơi vào là gì? Không rơi vào nghĩa là không có nhân quả, gọi là không rơi vào. Không mê mờ là gì? Có nhân quả, rõ ràng như ban ngày. Từ câu chuyện này, chúng ta hiểu được trong Phật pháp không phải là chuyện đơn giản, không phải thật sự chứng ngộ làm sao dám. Thật sự chứng ngộ cũng không được sửa. Có ý kiến gì nên chú thích qua một bên, dứt khóa không được sửa đổi kim gia. Thế Tôn giảng dò ân cần kỹ lưỡng như thế. Ân cần bàn giao nhiều lần, trùng là thêm lần nữa, hết lần này đến lần khác. Nói chung đời mạt pháp, chỉ pháp môn này mới mang lại lợi ích thật sự cho chúng sanh. Câu nói này rất hay, là thật không phải giả. Đời mạt pháp, ngoài pháp môn này, pháp môn đều hay, nhưng nghiệp chướng chúng sinh quá nặng. Môi trường chúng ta đang sống không tốt, sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá lớn. Phiền não chúng ta quá nặng, không chống cự nổi sự cám dỗ. Học những kiến thức thông thường Phật học, học những kiến thức Phật giáo, không ăn thua,
Đấy chẳng qua là trồng một chút gốc thiện trong A Lại Gia. Thật sự như thầy Lý nói, chắc chắn họ sẽ luân hồi mãi mãi. Thời gian đó rất dài. Một khi mất thân người, vạn kiếp khó được, rất khó để làm được con người. Thân người khó được nhưng rất dễ mất. Thời gian trên cuộc đời này ngắn, khi mất thân người rồi sẽ thế nào? Nếu bị luân hồi sẽ mỗi ngày mỗi đọa lạc, không những không leo lên được mà còn rơi xuống dưới. Đời này không giống đời khác. Chúng ta không thể không chú ý vấn đề này, không thể không quan tâm, không thể không lo nghĩ. Nếu có sự cảm giác đó, bản thân cần phải hạ quyết tâm. Tịnh tông thật tại, là thuộc về đại viên mãn giáo. Đời này của chúng ta có thể gặp được, thật không dễ. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, đây là sự thật. Cư sĩ Bành Tế Thành nói, là một ngày khó gặp trong vô lượng kiếp. Lời nói này cũng không phải giả. Chúng ta hãy lắng động suy xét xem, thế giới hiện nay trên trái đất gần 7 tỷ nhân khẩu, có bao nhiêu người được nghe Phật Pháp? Trong những người được nghe Phật Pháp này, người nghe Phật Pháp khoảng chừng 1/10. Trong 7 tỷ người, biết Phật Pháp khoảng chừng 700 triệu người, tức 1/10. Trong 700 triệu người, có bao nhiêu người được gặp Đại Thừa? Thật sự không nhiều. Có thể cũng là 1/10. 1/10 là 1 triệu. Trong 1 triệu người này, người thật sự lý giải được Đại Thừa quá ít. E rằng chưa đến 1%, 1/1000, 1/10000. Người thật sự hiểu thông đạt Đại Thừa không nhiều. Đất nước chúng ta có thể nói là thuần Đại Thừa. Ba trăm năm trước học Đại Thừa, người thông đạt Đại Thừa rất nhiều. Còn thời đại chúng ta bây giờ, người thông đạt giáo lý Đại Thừa quá ít. Trong cuộc đời của chúng tôi, học Phật mấy chục năm,
60 năm. Nghe người khác nói, tận mắt nhìn thấy. Không được đến 100 người. Phật Pháp suy rồi. Từ điểm này quý vị thấy rất rõ ràng là Phật Pháp suy rồi. Vì sao không có? Vì không có người học. Người học thì ít, người thực sự tu hành thì càng ít hơn nữa. Chỉ có một pháp môn, pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn thấy có người thật sự đã vãng sanh. Học các pháp môn đại thừa khác càng lúc càng ít. Đây là sự thật đặt ở trước mặt chúng ta. Người tu học tịnh tông không phải nói họ thông đạt đại thừa. Người thật sự vãng sanh là người thành thật. Thật sự là người thành thật, nghe lời và thực hành. Họ có biết đại thừa không? Không biết. Nhưng khuyên họ niệm Phật thì họ thật sự tin. Thật sự niệm, không một chút nghi ngờ về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Họ thật sự muốn đi. Kết quả họ niệm 3 đến 5 năm, 8 đến 10 năm thì thật sự được vãng sanh. Sự thành tựu của người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc vượt trội hơn người thông đạt đại thừa ở thế gian này. Đó là sự thật. Nếu quý vị muốn hỏi vì sao vậy, đó là nhờ bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trì cho họ. Họ thông tất cả rồi, họ không còn bị chướng ngại gì nữa. Vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đạt được cứu cánh. Cho nên pháp môn này gọi là dễ hành đạo. Chỉ cần quý vị chịu tin tưởng, quý vị không hoài nghi, hiểu hay không cũng không sao. Quý vị niệm câu danh hiệu Phật đến cùng, buông bỏ vạn duyên thì chắc chắn được vãng sanh. Cho nên pháp môn này có thể độ chúng sanh 9.000 năm mạt pháp sau này, bởi vì nó quá tiện lợi, quá dễ dàng, quá đơn giản, người nào cũng tu được. Quý vị muốn hỏi về lý thì lý quá sâu, quá cao. Các vị Bồ Tát bình thường không thể cứu cánh minh liễu. Cứu cánh minh liễu trong kinh Phật nói rất hay. Chỉ có Phật và Phật mới được cứu cánh. Người thành Phật mới biết được, Bồ Tát thì không biết.
Pháp môn này thù thắng, nên hiểu rõ, nên nắm chắc cơ duyên này, ở trong đời này quyết định vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ, học quyển này là đủ rồi, không cần gây phiền phức nữa. Thâm nhập một môn, một đời chuyên học bộ kinh điển này, chuyên hoằng dương bộ kinh điển này là được rồi. Cả đời tôi không có đạo tràng. Vì sao không có đạo tràng? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không có đạo tràng. Tại sao Ngài không có đạo tràng chứ? Có đạo tràng ắt có người tranh. Họ đến tìm bạn muốn xuất gia là vì cái gì? Không phải vì muốn niệm Phật, mà là vì cái đạo tràng của bạn. Bạn xây được đẹp đẽ đến thế, đợi khi bạn chết rồi tôi sẽ tiếp quản, thế là biến thành của tôi rồi. Cứ như thế, không ít người đến xuất gia, chứ chẳng phải con số ít. Đó gọi là tạo nghiệp. Tiền thập phương cúng dường, coi như đem nó chôn xuống đất rồi, chẳng khởi tác dụng gì. Lão sư dạy tôi học theo Ấn Quang Đại Sư. Cả đời Ấn Quang Đại Sư là làm chuyện gì? Vào cuối đời Ngài rất nổi danh, mọi người cúng dường rất nhiều. Tiền đó Ngài dùng như thế nào? Thảy đều đem đi in kinh sách. Có nhiều tiền rồi, Ngài tự mình mở một xưởng in, gọi là Hoàng Hóa Xã. Đó chính là do Ấn Quang Đại Sư, lão nhân gia Ngài dựng lên, chùa Báo Quốc ở Tô Châu. Nơi đó là xưởng in của Ngài, ấn tặng kinh sách. Ngài chính là làm chuyện như thế. Còn những nơi có tai nạn, gặp phải hạn hán hay lũ lụt, Ngài trích từ chi phí dùng để in kinh, lấy ra một phần để cứu tai, cứu tế. Do vậy, tiền của Ngài hoàn toàn đều dùng vào việc in kinh. In kinh và sách mang tính giáo dục. Cách làm này rất hay. Chân thật là việc tốt. Số kinh sách này dù cho người ta có mang đi bán cũng vẫn là chuyện tốt. Nếu có người mua, người mua nhất định họ sẽ xem. Họ không xem thì họ mua làm gì? Vì thế, sự giáo huấn này của Ấn Tổ chỉ có trăm lợi mà chẳng có một điều hại nào. Đúng thật là chuyện tốt. Chúng tôi đi theo con đường này của Ngài, ý giáo phụng hành, chúng tôi cũng hay làm như thế. Tuổi tác của tôi cũng lớn rồi, dù sao cũng phải ra đi. Sau khi tôi đi rồi, tương lai trong ngân hàng vẫn còn tiền, như thế thì chẳng ra làm sao cả, khó coi biết bao. Vì thế tôi thành lập ra Cơ Kim Hội. Cơ Kim Hội có mời đến 5 người biết cách làm việc, do họ quản lý. Chúng tôi lập ra điều lệ, những chuyện nào nên làm, những chuyện nào không nên làm. Cơ Kim Hội tại Hồng Kông đã đăng ký với chính phủ, hoàn toàn thanh toán bằng chi phiếu. Chi phiếu có nguồn gốc, số tiền đó dùng vào đâu, làm việc gì. Mỗi một khoản tiền đem đi đều có lai lịch rõ ràng, đều biết được đã dùng làm cái gì. Chúng tôi mong làm ra tấm gương tốt. Không cần dùng tên của chính mình, không cần đến tiền riêng. Như thế thì ít nhọc lòng hơn, tâm khỏi có vướng bận. Những chuyện như thế thảy đều buông xuống. Nhật Bản,
còn có người giảng kinh. Không có người giảng kinh là không được. Nhớ lấy, Thích Ca Mâu Ni Phật có nói về pháp vận. Trong kinh Đại Thừa nói, thế nào gọi là chánh pháp? Tức là có người giảng kinh, có người nghe kinh, có y giáo tu hành, có chứng quả, đấy gọi là chánh pháp. Như thế là chánh pháp. Nếu trong giai đoạn này có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả, không có chứng quả thì gọi là tượng pháp, chứ không phải chánh pháp, mà là tượng pháp, là tương tự mà thôi, có một chút gần giống. Càng trượt về sau, tức là thời đại hiện nay của chúng ta, có giảng kinh, có nghe kinh, nhưng không có người tu hành. Nghe kinh còn làm không được thì không chứng quả. Vãng sanh thế giới cực lạc là chứng quả. Không có người vãng sanh, đó gọi là mạt pháp. Nếu không có giảng kinh, không có nghe kinh, không có tu hành, không có chứng quả, đó gọi là diệt pháp. Pháp bị diệt mất rồi. Giảng kinh rất quan trọng. Thổ đó, tôi thân cận với Trương Gia Đại Sư. Đại sư dạy tôi học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Y giáo tu hành, chẳng nhập phương tiện, tự đắc tam khai. Không cần dùng bất kỳ phương pháp nào. Còn dùng phương pháp nào nữa? Làm gì có câu Phật hiệu nào đơn giản như vậy? Thẳng tác, đến thế chứ. Tự đắc tâm khai, chú trọng ở chỗ tự đắc. Tự nhiên, tâm khai ngộ chính là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Chẳng nhọc ý là không cần thêm bất kỳ phương pháp nào khác. Như thế thì hoàn toàn tương đồng với sự thể hiện của Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng cả đời Phật hiệu không rời môi. Ngài không niệm ra tiếng. Ngài nói chuyện, sinh hoạt, nhưng Phật hiệu không hề gián đoạn. Làm việc cũng không gián đoạn. Đối người tiếp vật đều không ngừng nghỉ. Niệm thầm trong tâm, có thể tùy tất cả duyên, không chấp hết thầy tướng. Bởi vì trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Làm ra cho mọi người xem. Phải thật thà, phải tuân giữ bổn phận. Ngài có thể đem chùa Phật này xây thành một ngôi chùa lớn không? Có thể, không phải không thể. Vậy vì sao lại không làm? Vì phải nhọc tâm, sẽ kéo theo rất nhiều vọng tưởng, kéo theo rất nhiều tạp niệm, đưa đến rất nhiều phiền phức. Không bằng mái nhà đó nhỏ, ngôi chùa nhỏ dưới quê. Bên ngoài mấy mấy quá nhiều cũng không có,
tâm thanh tịnh, bình đẳng giác. Vì thế cả đời Ngài làm ra tấm gương trì giới niệm Phật cho chúng ta. Ăn là thức ăn khổ, mặc là đồ vá. Chín mươi hai năm chưa hề chuyển hướng, tức là không hề xen tạp pháp môn khác vào, cũng chính là không cần đến phương tiện một môn tham nhập. Mỗi ngày pháp hỷ sung mãn, mọi lúc mọi nơi bạn xem gương mặt ông cụ luôn tươi cười hoan hỷ, Ngài không có phiền não, không có dục vọng. Trong cái miếu nhỏ không có cúng dường, Ngài cũng không làm kinh sám Phật sự, không làm pháp hội, chỉ có một câu Phật hiệu. Không có tín đồ, không có cúng dường, cuộc sống phải dựa vào trồng trọt của bản thân. Ngài hết sức cần mẫn, lại có thể lực. Thể lực thậm chí thanh niên cũng không sánh nổi với Ngài. Ngài có thần thông không? Có. Thật sự có thần thông. Ngài hiện thần thông bạn không biết. Đợi đến khi bạn biết được, đi hỏi Ngài, Ngài không nói với bạn. Ngài không thừa nhận. Tuyệt diệu. Đó gọi là thật thà. Gọi là thật làm. Hà tất phải để người khác biết chứ? Đến khi bạn biết được Ngài đến, thế giới Cực Lạc mất rồi. Nhìn thấy những chân tướng sự thật này, chúng ta cần phải hạ quyết tâm, quyết định không được phép từ bỏ cơ hội lần này. Trong đời quá khứ, chúng ta biết, ta từng gặp được cái pháp môn này không chỉ một lần. Cho nên chúng ta ngày nay có thể gặp được, hơn nữa gặp được rồi rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Cái tâm vui vẻ hoan hỷ này vẫn không đủ. Tại vì sao vậy? Bạn vẫn chưa có thật buông xả triệt để, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái này vẫn chưa làm được. Đây chính là thiện căn phước đức nhân duyên có mà không đủ. Thế thì làm như thế nào? Tăng cường thêm. Tăng cường có được không vậy? Được. Dùi mãi không thôi. Thật sự phải làm được, tranh thủ từng giây từng phút. Ta tuyệt đối không thể để thời gian luống qua. Mỗi một giây đều là A-di-đà Phật. Tranh ở đây là gì vậy? Là tranh thủ đời này thành tựu. Nghĩ gì khác? Làm gì khác? Quên hết A-di-đà Phật rồi, đó chính là tạo nghiệp luân hồi. Bất luận làm việc gì, giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, trong tâm toàn là A-di-đà Phật. Đó chính là niệm niệm đều là công đức, tích lũy công đức. Bất luận làm sự việc gì, trong tâm cũng có Phật hiệu. Niệm Phật cùng làm việc không có cản trở nhau. Làm việc là có dụng tâm, có dụng sức. Dụng sức không cản trở,
dụng tâm có cản trở. Nếu như là dụng tâm thì ngưng Phật hiệu lại, trọn vẹn làm việc cho tốt. Sau khi làm tốt rồi thì đun sự ra, lập tức đề khởi Phật hiệu. Cần tập thói quen này. Tốt nhất là phương diện sự này càng ít càng tốt. Tùy duyên không phan duyên, vậy thì tốt. Tóm lại phải dành thời gian để niệm Phật, vậy thì đúng.